Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 165. Sau thất tinh tụ đỉnh, hòa tinh ma được trồng trong cơ thể Lâm Nhất hoàn toàn lột xác, trở thành màu vàng kim không gì sánh được. Có hai cách sử dụng hòa tinh ma, một là để cho hòa tinh ma nở rộ trong cơ thể, giải phóng tất cả năng lượng ẩn chứa bên trong hòa tinh ma ra ngoài. Trước đó Lâm Nhất chính là dùng cách này để khí thế trên người đạt đến trình độ ngang bằng cảnh giới tinh tượng đỉnh phong, giúp hắn chiến thắng được kiếm trận Thương Long. Thứ hai là để hòa tinh ma thoát ra bên ngoài cơ thể, bùng nổ ra uy lực khủng khiếp hơn nữa. Khi hòa tinh ma bao quanh cơ thể hình thành lên trường lực, nó có thể công và thủ. Nhưng độ nguy hiểm của nó cũng không phải là chuyện đùa, một khi có một hòa tinh ma bị hư hại, thì phải tốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể hồi phục lại được. Đồng thời để duy trì trạng thái này phải tiêu hao một lượng chân nguyên khổng lồ, do vậy không thể kéo dài được. Thật ra, còn có cách thứ ba đó là dung hợp toàn bộ hòa tinh ma, ngưng tụ thành thể năng lượng giống như hỗn độn mà đánh ra, nhưng độ khó quá lớn nên hiện giờ Lâm Nhất vẫn chưa nắm vững được. Dựa theo cách nói của Tiểu Băng Phượng, hòa tinh ma cuối cùng có thể in dấu thần ấn, đạt tới sức mạnh một cánh hoa đã có thể chém tan tinh thần, nhưng đối với Lâm Nhất mà nói điều đó quá mức xa vời, không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt, hắn thúc giục 49 đóa hòa tinh ma ra khỏi cơ thể, hòa tinh ma màu vàng lơ lửng lên xuống quấn quanh người hắn. Khắp người hắn, tinh hoa nở rộ, trong ánh mắt có ma quang tuôn trào. Khi Phong Thiên Nguyên lại tiếp tục tấn công tới, Lâm Nhất chuẩn bị đã lâu nháy mắt bùng nổ, táng hoa trong tay nuốt mây hóa rồng, đâm về phía vẫn tinh chỉ kiếm của đối phương. Am! Long ảnh và sao băng quấn vào nhau, nổ ra một cơn bão kiếm vô cùng hỗn loạn. Lâm Nhất thúc giục hoa tinh ma bên ngoài cơ thể đến cực hạn, táng hoa không ngừng đâm ra, từng chút chém vỡ điểm yếu trong kiếm thế của Phong Thiên Nguyên. Phong Thiên Nguyên hiển nhiên rất kinh ngạc, ông ta không ngờ Lâm Nhất còn có thể phản công quyết liệt dưới tình huống chật vật như vậy. Nhưng nghĩ tới việc đối phương nắm giữ thất hoa tụ đỉnh, ông ta thoáng bình tĩnh lại rồi xoay người, lập tức biến chiêu, lạnh giọng nói, nhưng vẫn phải chết. Một kiếm này của ông ta cực kỳ đáng sợ, kiếm trong tay vẫy ra vô số tinh quang. Mỗi chấm tinh quang trong nháy mắt hóa thành thiên thạch bùng cháy. Nhất thời, thiên thạch đầy trời, tựa như một chiếc lồng giam vây chặt lấy Lâm Nhất. Soạt, soạt, soạt. Ba lão giả tóc trắng còn lại vẻ mặt thờ ơ, mỗi người đều đáp xuống ở một nơi khá xa. Kiếm trong tay không ngừng vung lên, từng đường kiếm tựa lưỡi liềm chém vỡ hư không, xuyên qua những kẽ hở giữa các thiên thạch mà đồng loạt lao về phía Lâm Nhất. Mỗi tia kiếm mang hình lưỡi liềm đều vô cùng đáng sợ, chỉ cần chính diện bị chém phải, Lâm Nhất sẽ lập tức mất đi khả năng chiến đấu. Sự phối hợp của mấy người này khiến cho người ta phải nổi da gà, hoàn toàn không cho người ta có bất kỳ con đường sống nào. Đồng thời, Lâm Thiên Nguyên liên tục cười khẩy, tiểu súc sinh, so với bọn ta thì ngươi còn non lắm, thất hoa tụ đỉnh thì thế nào? Dù sao cũng phải chết, ta thấy ngươi còn có chiêu bài gì, có bản lĩnh thì sử dụng thánh linh chân chính của Phù Vân Thập Tam Kiếm ra đi. Hiển nhiên ông ta cũng biết, thánh linh của Phù Vân Thập Tam Kiếm không phải là Thanh Loan. Ông ta nói như vậy, tất nhiên là không cho rằng Lâm Nhất còn có thể có chiêu bài nào khác, thực sự sẽ sử dụng thánh linh của Phù Vân Thập Tam Kiếm. Ông ta đứng chắp tay, đâm ra một kiếm, nhắm thẳng vào tim Lâm Nhất. Tốc độ đâm của kiếm này cực kỳ chậm rãi, không chỉ có sao băng phong cấm không gian ở một phương, mà xa xa còn có ba lão giả không tâm thường tung ra những sát chiêu chí mạng. Âm ầm, nhận ra sự đáng sợ của kiếm này, Lâm Nhất không ngừng thúc giục hoa tinh ma, bản thể không lay động một cách mù quáng. Kiếm của đối phương trông thì có vẻ rất chậm, nhưng chỉ cần hắn có bất kỳ động tĩnh gì, không chú ý một chút thôi thì sẽ lấy thế lôi đình mà tấn công tới. Nhưng cứ tiếp tục rằng co như vậy, đến khi đối phương chờ được thời cơ mà đánh tới, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết. Ta đã ra tay thì sao có thể cho ngươi đường sống? Ngươi đợi ta lâu rồi, ta cũng đã đợi ngươi rất lâu rồi. Đắc tội người nhà họ Phong ta, thì nhất định phải chết. Phong Thiên Nguyên cười hết sức dữ tợn. Khiến cho mọi người kinh hãi không thôi, gừng càng già càng cay. Lâm Nhất chờ đợi thời cơ, muốn dùng thất hoa tụ đỉnh đánh cho người sau không kịp trở tay. Ai biết đối phương đã sớm có phòng bị, không chỉ như vậy thậm chí còn nghĩ ra cách khắc chế, trực tiếp phong cấm Lâm Nhất, đẩy hắn vào trong tuyệt cảnh. Sát ý trong mắt Lâm Nhất âm thầm tích tụ, lão già này thật là quá đáng. Rõ ràng là nhà họ Phong ỷ thế hiếp người, thậm chí còn mấy lần vu khống hẳn. Thị nữ của Phong Tiểu Ngư hễ mở miệng lại là nô tài, đại trưởng lão nhà họ Phong này mở miệng ra thì là súc sinh. Quả nhiên là người một nhà, tính tình không khác gì nhau. Lâm Nhất vẫn rất bình tĩnh, không để ý gì đến đối phương. Khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn sắp bị đâm trúng thì Thương Long ấn trong ngực âm thầm được kích hoạt.
Âm. Huyết diễm thánh văn ẩn chứa bên trong thương long ấn nháy mắt nở rộ. Hơn 100 long văn tử kim bùng cháy, đạt đến trình độ tương đương thánh văn, nhục thân hóa thành thánh khí bách văn. Chết đi. Thấy Lâm Nhất yếu ớt chống trả, Phong Thiên Nguyên đột nhiên tăng tốc, một kiếm đâm vào tim Lâm Nhất. Khóe miệng ông ta cong lên một nụ cười tàn nhãn, ông ta đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh trái tim Lâm Nhất bị một kiếm này đâm thủng một lỗ. Giờ khắc này, ông ta mới hiểu vì sao một kiếm này lại không thể đâm xuyên qua tim của đối phương. Đối phương đã tu luyện được thánh thể thương long từ lâu, một khi toàn lực kích hoạt, chỗ hiểm yếu là trái tim sẽ trở thành thánh khí bách văn. Với tu vi cảnh giới thiên phách thì làm sao có thể gây tổn hại được tới thánh khí bách văn cơ chứ? Ít nhất cũng phải là tinh quân mới được, muốn đâm xuyên qua tim đối phương thì nhất định phải là cảnh giới thần đan. Cút! May mà tim là chỗ hiểm yếu, nên còn cứng rắn hơn cả thánh khí. Lâm Nhất lúc này đã mất rất nhiều sức lực, vẻ mặt đau đến mức vặn vẹo, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Kiếm thế khoáng đạt mãnh liệt trào ra, 49 đóa hoa tinh ma đột nhiên nở rộ, trực tiếp đánh bay Phong Thiên Nguyên ra ngoài. Giết! Sát ý mà Lâm Nhất đã không kiềm chế được từ lâu hoàn toàn bộc phát, tóc dài tung bay, giận dữ lao đi. Thanh Vân trực thượng. Lâm Nhất bay thẳng lên mây, hòa cùng với bầu trời, đứng trên đỉnh núi Thánh, nhìn xuống tám phương. Một kiếm này của hắn tựa như dốc núi vạn trượng, tạo thành kiếm mang vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp quét ngang ra. Rắc rắc rắc. Sao băng phong cấm bốn phương vừa chạm vào kiếm mang đã đổ vỡ, ba lưỡi kiếm hình lưỡi liềm từ ba hướng khác nhau đồng thời nổ tung. Phụt, kiếm mang không ngừng rít gào, lao vút trong gió, chớp mắt đã đuổi kịp Phong Thiên Nguyên, trực tiếp quét bay đối phương. Muốn phá cửa này, nhất định phải chém một người trước. Ánh mắt Lâm Nhất hiện lên sự hung hãn, tâm mắt dán chặt vào Phong Thiên Nguyên, Kim Ô Cửu Biến được sử dụng, phảng phất như mặt trời rực cháy đang gấp rút đuổi theo đối phương. NS. Không hay rồi. Ba lão giả tóc trắng thu kiếm lại, hoảng sợ kêu lên. Bọn họ nhảy lên không trung, vội vàng đuổi theo. Đồng thời tung ra một loạt sát chiêu, muốn ngăn cản Lâm Nhất truy kích Phong Thiên Nguyên. Ngươi tự tìm đường chết. Phong Thiên Nguyên nhìn ánh mắt như muốn giết người của Lâm Nhất, lập tức biết đối phương định làm gì, tức khắc giận dữ. Vừa vung tay, kiếm quang quét qua, chín viên tinh thần nở rộ sau lưng ông ta. Cửu tỉnh Liên Châu. Nhờ vào võ học thánh linh cường bạo nhường này, Phong Thiên Nguyên dẫm mạnh lên mặt đất, khiến cho quảng trường Thanh Nham vỡ tan, sụp đổ. Keng, hai thanh kiếm va đập trên hư không, phát ra tiếng kim loại nứt vỡ. Mọi người từ phía xa nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều kinh ngạc đến nỗi không khép nổi miệng. Khung cảnh này thực sự quá khoa trương rồi, Lâm Nhất không để ý đến sát chiêu của ba lão giả ở phía sau. Tựa như dốc núi vạn trượng, cưỡi gió mà lên, tỏa ra sự hung hãn xem thường cái chết, hắn muốn thừa thắng xông lên giết chết Phong Thiên Nguyên. Phong Thiên Nguyên là ai? Ông ta chính là cường giả đứng đầu cảnh giới bán bộ long mạch đấy, tinh quân tầm thường bị ông ta trừng mắt một cái thôi, chân đã mềm nhũn rồi. Đừng nói là giết ông ta, đến ngay cả dũng khí ra tay với ông ta cũng không có. Kiếm thế của hai người hoàn toàn quấn lấy nhau, khắp trời đều là kim quang bay lượn, bóng người đan xen nhau. Hoa tinh ma có ở khắp mọi nơi, cùng với kiếm quang liên miên che khuất bầu trời. Vụt, ba lão giả áo trắng khẽ cau mày, dừng ở bên ngoài kiếm thế. Lâm Nhất dựa vào nhục thân mà chống đỡ sát chiêu của ba người, vết thương tuyệt đối không nhẹ, nhưng hắn cũng nhân cơ hội này mà lao vào chém giết với Phong Thiên Nguyên. Mấy người này dù cho có dày dạn kinh nghiệm như thế nào, cũng không thể mù quáng ra tay, bởi vì không cẩn thận sẽ làm Phong Thiên Nguyên bị thương. Đây là dương mưu của Lâm Nhất. Lấy một địch bốn. Cho dù hắn có dở hết thủ đoạn ra cũng nhất định phải chết. Duy chỉ có tung ra chiêu hiểm, tiêu diệt một người trước mới có thể phá được tứ huyền trận. Đợi! Ba lão giả liếc mắt nhìn, không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, bọn họ treo mình trên hư không, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trên người mỗi người họ đều chứa đựng kiếm thế khoáng đạt, tỏa ra kiếm quang chói mắt, trong không gian mở tối trông vô cùng bắt mắt. Bọn họ cũng không phải không chờ nổi. Một là họ không cho rằng sau khi Lâm Nhất bị thương còn có thể đánh bại được Phong Thiên Nguyên. Hai là cho dù có may mắn thắng đi chăng nữa thì sợ là vết thương cũng đã cực kỳ nghiêm trọng. Đối mặt với ba người đã có chuẩn bị từ lâu cuối cùng vẫn chỉ có một chữ chết. Mọi người thấy cảnh tượng này đều rùng mình, kinh nghiệm của một đám lão giả sống tận mấy trăm năm tuổi này thực sự quá cay độc. Triệu Nham và đám người Công Tôn Viêm trên phi thiên đài xem mà ra đầu tê dại, cảm giác bản thân ở trước mặt đám lão giả này. Thật giống như một đám trẻ con non nớt. Lâm Nhất và Phong Thiên Nguyên ở bên trong dị tượng vô tận lại đang giao đấu kịch liệt, không ngừng đổ máu. Thực sự có quá nhiều dị tượng, trùng trùng điệp điệp, giống như một bức tranh vẽ chồng lên nhau.
khiến cho người ta không thể nhìn rõ xem bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, bầu trời vỡ vụn. Tiếng bầu trời nứt vỡ vang khắp tám phương, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy bầu trời trên đỉnh đầu nứt ra một khe hở. Tiếng chuông đại đạo lại một lần nữa vang lên, tinh quang vô tận tựa thác nước chảy ngược xuống, rơi hết lên người Lâm Nhất. Rắc! Dưới tinh quang chói lọi nhường này, các loại dị tượng hoàn toàn tan vỡ, hình ảnh Lâm Nhất mặc một bộ áo xanh nhuốm máu, lưng đeo hộp kiếm, mình đầy. Thương tích hiện lên vô cùng rõ ràng trước mặt mọi người. Lại là một kiếm đó. Mọi người ở quảng trường đều không nhịn được mà kinh ngạc kêu lên. Ba lão giả đang nhắm mắt cũng đồng thời mở mắt, trong mắt dâng trào lên tinh quang. Ra tay. Ba lão giả mặt không đổi sắc bay lên không trung, cuốn theo kiếm thế khoáng đạt, cầm kiếm bay qua. Cho dù một kiếm này của Lâm Nhất thắng thua như thế nào, sau khi Lâm Nhất sử dụng kiếm này, bọn họ sẽ giết hắn một cách không thương tiếc. Trái tim của tất cả mọi người đều thắt lại. Đáng ghét. Ta có một kiếm, trên đỉnh mây bay, cao hơn cả trời. Lâm Nhất gầm lên giận dữ, táng hoa ngân vang. Giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm nhận được sự hào hùng và bi tráng của kiếm này. Cho dù vết thương có nặng hơn đi nữa, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, thì không có lý do gì để bỏ cuộc. Máu chưa cạn, chiến không ngừng. Ánh lửa dâng trào trong mắt Lâm Nhất, chiến ý bùng cháy. Chúng ta dùng sinh mệnh để bảo vệ vinh quang của kiếm, tâm hướng về kiếm, đến chết không thay. Đổi. Tinh quang vô tận ngưng tụ thành thác như thủy ngân. Từ khe hở của tầng trời thứ nhất chảy ngược xuống, dài gần nghìn trượng. Cảnh tượng như vậy mọi người đã từng thấy một lần, nhưng được nhìn thấy lần nữa vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Nhưng lần trước Lâm Nhất sử dụng chiêu này, kiếm trận thương long đã suy yếu một cách rõ rệt, nhưng lần này rõ ràng hắn đang ở thế vô cùng bị động. Trước không nói Phong Thiên Nguyên có thể chặn được hay không, cho dù thực sự đánh bại được Phong Thiên Nguyên, thì sau lưng hắn còn có ba lão giả tóc trắng đang cầm kiếm lao đến. Phong Thiên Nguyên tóc tai rối bù. Máu tươi chảy không ngừng, giống như một kẻ điên. Trong trận ác chiến khốc liệt vừa rồi, người khác nhìn vào sẽ nghĩ ông ta và Lâm Nhất ngang tài ngang sức. Nhưng thân ở trong đó, ông ta có khổ mà không thể nói, chật vật không chịu nổi. Sau khi hoa tinh ma nở rộ ở bên ngoài cơ thể, kiếm uy của Lâm Nhất ở cảnh giới thiên phách hoàn toàn áp đảo ông ta. Cho dù ông ta là cường giả cảnh giới bán bộ long mạch, sau khi tu vi bị phong cấm ở thiên phách, ông ta vẫn tỏ thái độ khinh thường. Mà so về trình độ kiếm đạo, ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Nhất, chống đỡ được đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào nội tình của chính ông ta. Mắt thấy Lâm Nhất sắp tấn công bằng sát chiêu, Phong Thiên Nguyên không giận mà còn mỉm cười, lớn tiếng nói, tiểu xúc sinh, không chống đỡ nổi rồi đúng không? Ngày chết của ngươi tới rồi. Ông ta trừng mắt, thấy rất rõ ràng, chỉ cần chặn được một kiếm này của Lâm Nhất, ba lão giả tóc trắng còn lại chắc chắn sẽ chém chết đối phương. Người hơi thông minh một chút đều sẽ lựa chọn dừng tay lại, trực tiếp nhận thua. Còn không quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Trong lúc cười lớn, Phong Thiên Nguyên đã đẩy kiếm pháp vẫn tinh lên đến cực hạn, chín viên thiên thạch lửa như tinh thần tỏa ra kiếm quang chói mắt. Kiếm quang nối liền thành một khoảng, phong cấm không gian xung quanh mình, hóa thành một kết giới vững chắc không gì phá nổi. Âm ầm. Đồng thời, ba lão giả tóc trắng đạp không bay lên, vẻ mặt lạnh nhạt, tay cầm kiếm từng bước ép tới gần. Bọn họ tích sức đã lâu, kiếm quang trên người sánh ngang nhật nguyệt, vô số sát ý cuồn cuộn lao về phía Lâm Nhất. Ba luồng kiếm đó còn chưa thực sự đến gần, đã khiến cho khắp người Lâm Nhất vô cùng khó chịu, bên ngoài nhục thân bị gió kiếm vô hình cắt qua. Nếu đổi thành người thường thì đã máu chảy đầm đìa, tan thành từng mảnh trong không trung từ lâu rồi. Lâm Nhất, nếu như bây giờ ngươi nhận thua, ta có thể tha chết cho người. Trốn trong kết giới do kiếm mang chín ngôi sao ngưng tụ thành, Phong Thiên Nguyên khẽ nheo mắt nhìn Lâm Nhất. Cười tươi nói. Ông ta ít nhiều cũng có phần chột dạ, một kiếm này của Lâm Nhất cực kỳ đáng sợ, ông ta đã bị ép tới mức không thể đánh trả lại. Đến mức mà chỉ có thể bị phá vỡ phòng thủ, kiếm thế trên người bị dồn nén đến cực hạn dưới kiếm uy khoáng đạt của đối phương. Lâm Nhất tay cầm táng hoa, mặt không cảm xúc, tâm trạng cũng không có chút dao động. Trong từ điển của hắn không có hai chữ cầu xin, hắn đi từng bước đến bây giờ, há lại bỏ cuộc ở giây phút cuối cùng. Vô số ánh mắt tập trung trên người Lâm Nhất, họ muốn xem, hắn rốt cuộc sẽ có phản ứng như thế nào. Con đường này xem như là do Lâm Nhất lựa chọn, từ khi hắn ép Phong Thiên Nguyên vào tình cảnh như hiện giờ, hẳn đã nghĩ tới ba lão giả tóc trắng cảnh giới thiên thần đan khác, tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Nhất định sẽ còn vô số thủ đoạn, chờ hắn và Phong Thiên Nguyên phân định thắng thua. Lâm Nhất thản nhiên nói, ông vẫn nên đi chết đi. Rắc, 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 tiếng bầu trời nứt vỡ bắt đầu trở lên mãnh liệt. Tinh quang chảy ngược xuống càng chói lọi.
Tóc dài của Lâm Nhất tung bay, phong mang tùy ý ở mi tâm, tay cầm táng hoa lao đi như tia chớp. Một kiếm này, tại thiên chi thượng. Rắc, nháy mắt, Phong Thiên Nguyên giận dữ, lạnh lùng quát lên, muốn giết ta, không đơn giản như vậy đâu. Ông ta dù sao cũng là cường giả cảnh giới bán bộ long mạch, cho dù hiện giờ tu vi bị phong cấm ở thiên phách, nhưng nội tình võ đạo trong người cũng khó bề tưởng tượng. Ở trong hiểm cảnh nhường này mà vẫn vô cùng bình tĩnh. Ông ta không lùi mà tiến tới, nghiêng người chủ động lao về phía Lâm Nhất. Soạt, kiếm trong tay tỏa ra hàn quang tựa tinh thần, chém rách hư không, những nơi nó đi qua kiếm mang tinh quang như đom đóm rải rác trên bầu trời. Một kiếm này của ông ta nhắm thẳng đến yết hầu của Lâm Nhất. Ông ta không cần chém chết được Lâm Nhất, chỉ cần ép Lâm Nhất nhượng bộ một chút, kiếm chiêu không đánh vào chỗ hiểm yếu trên người mình, vậy thì ông ta vẫn sẽ bất khả chiến bại. Có thể tưởng tượng được, chỉ cần kiên trì trong chốc lát, ba lão giả thiên thần đan kia nhất định sẽ chém chết Lâm Nhất. Sắc mặt ông ta âm trầm, hung ác vô cùng, một kiếm tung ra, không hề nương tay, tính mạng của ông ta đều đặt cược vào một kiếm này. Hai bóng người ở giữa không trung, chớp mắt đã lướt qua nhau. Kiếm mang của họ đều chém về yết hầu của đối phương. Nhưng đến tận phút cuối cùng, cùng với táng hoa trong mắt Phong Thiên Nguyên đang không ngừng phóng to, sự sợ hãi trong lòng ông ta chợt dâng lên. Thình thịch, tim ông ta đập loạn xạ, thình thịch vang lên, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đồ khốn, tên này thực sự không sợ chết sao? Đồng tử Phong Thiên Nguyên chợt co lại, ông ta sợ rồi. Một kiếm này của ông ta cho dù có chém trúng yết hầu của đối phương đi chăng nữa. Nhưng dưới tình huống không đủ kiếm uy, đối phương cũng chưa chắc sẽ chết. Nhiều lắm là bị trọng thương, cú chí mạng chân chính vẫn là một đòn đỉnh phong của ba lão giả tóc trắng kia. Nhưng nếu Lâm Nhất không biến chiêu, đối phương dùng uy lực của Phù Vân Thập Tam Kiếm, một kiếm rót toàn lực, thì ông ta chắc chắn sẽ chết. Không được, ta không thể chết. Ánh mắt Phong Thiên Nguyên lóe lên sự quyết tuyệt, ông đây đường đường là bán bộ long mạch, cần gì phải đồng quy vu tận với hắn, ta sợ chết thì thế nào? Cần gì quan tâm đến mấy cái quy tắc nhảm nhí đó. Rắc, ông ta nháy mắt giải trừ phong cấm, tu vi lập tức đánh tan ràng buộc của thiên phách, đạt tới cảnh giới tinh quân. Nhưng ông ta không biết, khi trong lòng nảy sinh sợ hãi, một đòn bạt mạng này khó tránh khỏi thanh uy tụt dốc, rơi xuống dưới đáy. Giây phút sinh tử, đây là đại kỵ. Phút, hai bóng người trên không trung nháy mắt lướt qua nhau, một vệt máu chảy ra từ trong yết hầu của Phong Thiên Nguyên. Táng hoa đâm vào đó không hề lưu tình mà rót kiếm ý và chân nguyên vào. Kiếm trong tay Phong Thiên Nguyên rơi xuống, hai tay ông ta ôm lấy cổ họng, không ngừng rơi xuống đất. Dưới sự quan sát của mọi người, tu vi của Phong Thiên Nguyên điên cuồng tăng vọt, chớp mắt đã đạt tới tinh quân đỉnh phong, sau đó lại đột nhiên phá tan ràng buộc của tinh quân, đạt tới cảnh giới thần đan. Khi tu vi trên người đạt tới cảnh giới bán bộ long mạch, kiếm quang trên cổ nở rộ đến cực hạn, cả đầu ông ta bay thẳng ra ngoài. Bịch, thi thể tách rời, đường đường là đại trưởng lão nhà họ Phong lại có kết cục như vậy. Không, Phong Huyền Tử trên bục khách quý hét lên thất thanh, toàn thân run rẩy. Ông ta phá vỡ quy tắc, để Phong Thiên Nguyên đi vào trong tứ huyền trận, chính là muốn mượn tay ông ta giết chết Lâm Nhất. Nhưng ông ta có nghĩ nát óc cũng không ngờ Phong Thiên Nguyên không chỉ không thể giết được Lâm Nhất, ngược lại còn chết trong kiếm của đối phương. Người ở đây đều là những nhân tài xuất chúng. Nên vừa nhìn đã nhận ra Phong Thiên Nguyên trước khi chết đã giải trừ phong cấm. Nghiêm khắc mà nói, từ khoảnh khắc ông ta giải trừ phong cấm thì Lâm Nhất đã tự động thắng cửa thứ ba rồi. Chỉ là Phong Thiên Nguyên chết quá nhanh, khiến cho người ta không để ý đến điểm này. Tiểu súc sinh. Phong Huyền Tử toàn thân run rẩy, nghiến chặt răng, không màng thân phận mà mắng chửi. Ánh mắt của ông ta dán chặt lên người Lâm Nhất, ông ta muốn tận mắt nhìn thấy, Lâm Nhất chết dưới kiếm của ba lão giả thiên thần đan. Quảng trường thanh nham tĩnh lặng không một tiếng động, mọi người căn bản không kịp kêu lên, bởi vì cảnh tượng trên trời tới quá nhanh, gần như là vào khoảnh khắc Phong Thiên Nguyên rơi xuống, thì bội kiếm trong tay ba lão giả tóc trắng đã đâm sát vào tim Lâm Nhất. Phụt! Kiếm quang lấp láy, huyết quang tung bay. Ba thanh kiếm đâm vào ngực Lâm Nhất, sau đó còn chưa dừng lại, trực tiếp đâm xuyên qua, mũi kiếm đã xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Lão giả tóc trắng đều là những tôn giả thiên thần đan mấy trăm tuổi, kinh nghiệm vô cùng dày dạn. Từ lâu đã phát hiện trái tim của Lâm Nhất có thể sánh ngang được với thánh khí. Không suy nghĩ gì nhiều, sau khi lưỡi kiếm đánh tan hoa tinh ma lơ lửng quanh người, bèn trực tiếp đâm thẳng vào tim hắn. Không thể không nói, sự lạnh lùng và vô tình nhường này khiến da đầu người ta phải tê dại. Quả thực cũng rất thành công, Long Văn bị huyết diễm thánh văn đốt cháy trên người Lâm Nhất cơ hồ chớp mắt bị ba thanh kiếm này đánh tan. Lâm Nhất phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức tái nhợt,
trắng bệch như giấy, những đóa hoa tinh ma còn lại giống như ánh nến mà lần lượt tan biến. Kiếm quang che khuất bầu trời tản ra, sắc trời mờ tối lại trở lên tươi sáng. Soạt, Lâm Nhất được ánh dương chiếu vào mở mắt ra, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, sắc mặt hắn càng lộ vẻ tái nhợt, ấn ký màu tím ở mi tâm dưới gò má trắng bệch này càng làm nổi bật vẻ yêu diễm. Phụt, Lâm Nhất hơi khom người, dưới tam mắt của mọi người lại nôn thêm một ngụm máu tươi. Cả người hắn vô lực, táng hoa trong tay chao đảo rồi rơi xuống đất. Hắn giống như mặt trời mất đi ánh sáng, ba thanh kiếm đâm thủng ngực hắn, một đòn đỉnh phong mà nó cuốn theo quá mức kinh người, vượt xa dự đoán của hắn. Âm, vẻ mặt ba lão giả tóc trắng lạnh lùng, giơ tay lên vỗ mạnh vào chuôi kiếm. Phụt, lưỡi kiếm hoàn toàn đâm vào, chỉ còn lại chuôi kiếm ở bên ngoài. Sau một đòn đó, ba lão giả mở hai tay ra, lùi người về phía sau. Bọn họ rất bình tĩnh, không nóng vội, bay lơ lửng trên không trung. Lâm Nhất bị một đòn này đánh bay đi, giống như chiếc lá rơi bị cuồng phong cuốn ngược lại, lơ lửng, chao đảo rồi rơi xuống. Có thể thấy một cách rõ ràng rằng, khí cơ trên người Lâm Nhất đang dần biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng cùng với sự suy yếu của khí cơ, mọi người càng có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng, Lâm Nhất người đang rơi xuống, chiến ý của hắn đang dần tăng lên. Kiếm thế vốn đã bị nghiền nát dưới sự chống đỡ của luồng chiến ý này, tựa như ánh nến đung đưa, kiên cường trong không trung. Nhưng cho dù chiến ý không tắt, thì kiếm thế vẫn không thể chân chính hội tụ lại được. Nó bị ba thanh kiếm ở trước ngực phong cấm một cách chặt chẽ, ánh nến chập chờn, chớp tắt chớp sáng. Nếu như mặt trời lụi tàn trong bóng tối, vậy ta sẽ thắp lên ngọn nến. Nếu ánh nến cũng không thể bùng cháy, vậy thì ta sẽ đốt cháy cả sinh mệnh trong đêm tối này, hóa thành ánh sáng, chiếu sáng đôi mắt mịt mù mà tăm tối của ta, chiếu sáng thanh kiếm chưa bao giờ bỏ cuộc trong lòng ta. Ầm, chợt có gió lớn nổi lên, kiếm ngân chín tầng trời. Mái tóc dài của Lâm Nhất bay phấp phới, kiếm thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, nhưng cùng với sự gia tăng của kiếm thế, sức sống của hắn lại càng tiêu hao với tốc độ nhanh hơn. Mọi người kinh hồn bạt vía, nếu cứ điên cuồng như vậy, sợ rằng kiếm thế của Lam Nhát Không Đờ Khôi phúc lại đỉnh phong ma chỉ làm hao tổn tính mạng của mình. Thực sự quá điên cuồng, quá thê thảm. Tất cả mọi người đều ngây người trước cảnh tượng này, chém giết đến bây giờ, vậy mà Lâm Nhất vẫn không hề có ý định từ bỏ. Tên này còn muốn lật ngược tình thế sao? Nằm mơ. Phong Huyền Tử trên bục khách quý tức giận hét lên, giết hắn. Vù. Ba lão giả tóc trắng chỉ đợi lúc này, bọn họ vừa nãy chọn rút lui, chính là để đảm bảo an toàn, không cần thiết phải mạo hiểm đồng quy vu tận với Lâm Nhất, lao vào tiếp tục chém giết hắn. Trước mắt kiếm thế của hắn đã khôi phục lại, cũng chứng minh suy đoán trong lòng của ba lão giả. Người này, vốn dĩ chính là một kẻ khác người, cầu một đường sống. Đợi sau khi thấy rõ chiêu bài tẩy rồi thì không cần phải dây dưa nhiều nữa. Không cần Phong Huyền Tử lên tiếng, ba người Ho Đa Hoa Thanh Chim Nhạn lao về phía Lâm Nhất như chớp giật. Kiếm thế dùng sinh mệnh đốt lên trông thì khoáng đạt, nhưng dù thế nào vẫn còn có ba thanh kiếm cắm trong cơ thể hắn. Có ba thanh kiếm đó, cho dù đối phương có thủ đoạn ngút trời cũng không thể chân chính trở mình, chắc chắn phải chết. Ong ong ong. Trong lúc bay vút qua, ba lão giả vừa kết ấn, khiến cho thanh kiếm trong người Lâm Nhất không ngừng run rẩy. Gò má Lâm Nhất trắng bệch không chút huyết sắc. Hắn hít sâu một cái, ánh mắt liếc nhìn về ba bóng chim nhạn đó rồi từ từ nhắm lại. Cảnh ngộ trước mắt, có thể coi như nằm trong dự tính, chỉ là cục diện còn nguy hiểm hơn so với dự đoán. Nhưng đây cũng là cơ hội thắng duy nhất, không đặt bản thân vào hiểm cảnh, chém chết một người trước, thì hắn hoàn toàn không có cơ hội thắng. Hắn đáp xuống đất ngồi xếp bằng, không quan tâm đến chim nhạn đang bay tới, hai tay đặt lên đầu gối trái phải, ngưng kết kiếm ấn khác nhau, trong lúc chấn áp ba thanh kiếm sắc bén ở trước ngực. Đồng thời thúc giục phù vân kiếm quyết để cho thanh loan xuất hiện trở lại, bay lơ lửng giữa trời đất. Từng con thanh loan tựa như cánh tay của hắn, dễ dàng điều khiển, tùy tâm sở dục mà thao túng. Tinh thần của hắn tập trung một cách trước nay chưa từng có, dành giật thời gian với ba lão giả hóa thành chim nhạn. Chỉ chốc lát, chim nhạn gào thét mà tới, khuôn mặt của ba lão giả xuất hiện, bọn họ ra tay như điện xẹt, bắt lấy chuôi kiếm ở trước ngực Lâm Nhất. Chỉ cần bét được chuôi kiếm lan nữa thôi. Thì Lam Nhát xe bị phanh thay trong nháy mắt. Ngưng. Lâm Nhất gặp biến không hoảng, hai tay mở ra rồi mạnh mẽ hợp lại. 10 ngón tay biến hóa với tốc độ khủng khiếp, kiếm quang lấp lóe trên đầu ngón tay, khiến cho trời đất trở lên chớp sáng chớp tối. Thời gian trôi đi dường như nhanh hơn, gió lớn nổi lên, sấm chớp vang rền, toàn bộ quảng trường thanh nham như một phiên bản đáng sợ của thế giới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng cuối cùng vẫn là trễ một bước,
Lâm Nhất nhắm chặt mắt đang từ từ mở ra, tựa như năm tháng lắng đọng, lộ ra cảm giác thăng trầm vô tận. Mây trôi không phải ý ta, một cái chớp mắt đã qua vạn năm. Thế sự xoay vần, vật đổi sao rời. Đất trời nơi đây tựa như đã qua một vạn năm, nhưng lại chỉ trong chớp mắt. Phù Vân kiếm, Vạn kiếm quy tông. Kiếm ấn hoàn chỉnh trong tay Lâm Nhất bỗng chốc thành hình, 13 con thanh loan dung hợp hoàn mỹ, hóa thành thánh linh chân chính của Phù Vân thập tam kiếm. Đó là một thanh trường kiếm cổ xưa lấp lánh thanh quang, bao phủ bởi lôi mang màu tím, tựa như trường tồn từ xa xưa, đời đời bất hủ. Giống như thần linh, nhìn xuống đất trời. Xoạt! Dưới sự chiếu sáng của kiếm quang, ba lão giả ngẩng đầu lên nhìn, con người nháy mắt đã bị tan chảy, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong hốc máu như hố đen của bọn họ. Bọn họ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, che lấy đôi mắt đau đớn vô cùng. Cự kiếm thanh mang, giống như vua của kiếm. Một tiếng kêu ngân của nó khiến cho vô số trường kiếm của tàng kiếm lâu hóa thành chim nhạn kéo đến. Keng, keng, keng. Hàng vạn thanh trường kiếm rơi xung quanh nơi Lâm Nhất đang ngồi xếp bằng. Dưới sự chiếu rọi của kiếm ý thanh quang mà bị lu mờ, trở lên loang lổ rỉ sét. Một tòa kiếm chủng vô cùng kỳ lạ xuất hiện trước mắt mọi người, thanh cự kiếm thanh mang đo giống như đa nuốt tròn hết toàn bộ phong mang của kiếm quang. Bọn họ ở xa xa hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn, thỉnh thoảng có người to gan ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt hai mắt đã bị trói đến mức máu chảy đầm đìa. Mắt của ta. Đáng chết, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Một đám người hoảng sợ, âm thầm kinh hãi, cả người run rẩy. Toàn bộ tàng kiếm lâu đều trở lên ảm đạm dưới ánh sáng của thanh kiếm này. Trên dưới nhà họ Phong lại càng tuyệt vọng hơn. Từng thanh trường kiếm đều bắt đầu rỉ sét, thanh nào thanh nấy ít nhất cũng là đạo binh, thậm chí còn có nhiều thánh kiếm bách văn. Nhưng vào khoảnh khắc thánh kiếm rơi xuống, thanh nào cũng đã rỉ sét loang lổ. Không đáng giá một đồng. Quá đáng sợ, một sự khủng khiếp khó bề tưởng tượng quanh quẩn trong lòng nhà họ Phong. Nhiều thanh kiếm bị hư hại như vậy, tổn thất lớn đến nỗi đã vượt qua sức tưởng tượng của người nhà họ Phong. Phong Huyền Tử giận dữ đến biến sắc, lại phun ra một ngụm máu. Thủ ấn của Lâm Nhất đang thay đổi, ba thanh kiếm ở trước ngực trực tiếp văng ra ngoài dưới uy áp này. Lưỡi kiếm dính máu bay ngược ra với tốc độ sấm vang chớp giật. Chớp mắt chuôi kiếm đã đập lên người ba lão giả tóc trắng, khiến mấy người họ hộc máu bay đi. Sức sống trên người Lâm Nhất đang giảm mạnh, vào khoảnh khắc kiếm rời khỏi cơ thể cũng đã dừng lại, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Ba thanh kiếm này thật sự muốn đòi mạng, mỗi thanh đều ẩn chứa luồng kiếm thế khoáng đạt, nhục thân của hắn chỉ một chút nữa thôi đã bị xé thành từng mảnh vụn rồi. Nhưng dù vậy, vẫn khiến cho tính mạng của hắn ngàn cân treo sợi tóc. Đáng sợ nhất là ba lão giả này, bọn họ quá lão luyện và cay độc. Lại vô cùng cẩn thận. Nhưng cuối cùng cũng vì cẩn thận quá mức mà thất bại, Phong Thiên Nguyên đã sợ hai vào một kiếm cuối cùng, ba lão giả lo sợ Lâm Nhất đồng quy vu tận với bọn họ, cũng lựa chọn phương án an toàn nhất. Điều này cũng không sai, đối mặt với cái chết thì cho dù là kiếm khách trong lòng cũng sẽ có phần kính sợ. Nhưng thắng lợi chân chính vĩnh viễn chỉ dành cho kiếm khách đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, lòng hướng về kiếm không bao giờ dập tắt. Vụt! Vào khoảnh khắc sức sống dừng biến mất. Lâm Nhất giang rộng cánh tay, áo xanh tung bay, bay lên không trung. Kim ô cửu biến. Hắn bước liên tục 9 bước trên không trung, sau 9 bước, hắn lập tức đuổi theo ba người đã bị chuôi kiếm đánh bay, trục nhật thần quyết cũng được phát huy tới cảnh giới đỉnh phong. Kim quang trên người hắn nở rộ, tựa như mặt trời ló dạng, hắn vung tay, táng hoa từ đằng xa như chim nhạn rơi vào lòng bàn tay hắn. Một cái xoay người, táng hoa tỏa ra hàn mang rét lạnh. Ba lão giả hai mắt đã bị trói mù lại bị chuôi kiếm đánh cho bị thương, còn chưa kịp phản ứng lại thì hàn mang trong kiếm phong đã nuốt chửng mấy người họ. Phụt! Hàn mang lóe lên, ba đầu người đồng loạt bay lên rồi rơi xuống. Lâm Nhất đứng lặng trên không trung, phong mang tùy ý ở mi tâm, hắn đưa mắt nhìn lại thanh kiếm trong tay, mặt trời vẫn lên cao, táng hoa chưa từng rời xa. Phá trận! Cửa cuối cùng của thần Long Quỷ Tam trận, tứ huyền trận do bốn vị thiên thần đan canh giữ cũng đã bị phá dưới tay Lâm Nhất. Chiến đấu quá ác liệt, vượt qua dự đoán của bọn họ. Tâm trạng của tất cả mọi người trong quảng trường Thanh Nham hiện giờ hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được, thanh cự kiếm thanh mang đang lơ lửng trên hư không kia thực sự quá mức kinh khủng. Vào khoảnh khắc ánh sáng biến mất, luồng uy áp đáng sợ bao trùm đất trời vừa nãy đột nhiên biến mất, tất cả thanh niên tài tuấn ở quảng trường như chút được gánh nặng. Nhìn thấy ba cỗ thi thể không đầu trên mặt đất, Lâm Nhất âm thầm suy nghĩ, có phải hắn đã đánh giá thấp uy năng của thánh linh thanh mang rồi hay không? Chẳng lẽ nó là sự tồn tại không thể phá giải ở cảnh giới thiên phách? Nghĩ lại thì thực sự có khả năng, bất kể là ai, cho dù là đại lão cảnh giới long mạch,
một khi đã phong cấm tu vi ở cảnh giới thiên phách, có lẽ cũng không thể đối mặt được với cự kiếm thanh mang. Hắn chỉ mới sử dụng thánh linh, còn chưa thi triển phù vân thập tam kiếm mà mấy lão giả này đã bị ánh sáng của thánh linh chói mù hai mắt rồi. Đó là do phong mang của thanh kiếm này quá mức sắc bén, chân nguyên hộ thể của cảnh giới thiên phách căn bản không thể nào chống lại được, cũng không thể nhìn thẳng. Vốn Lâm Nhất còn nghĩ, lấy một địch bốn ắt sẽ phải chết, nhưng hiện giờ xem ra có lẽ hắn đã nghĩ sai rồi. Nếu như sử dụng thánh linh chân chính của phù vân thập tam kiếm sớm hơn thì có lẽ hắn đã không thê thảm như thế này rồi, suýt chút nữa không cẩn thận mà bỏ mạng. 2704 nếu như vừa nay ép ba thanh kiếm ra khỏi cơ thể chậm hơn một chút thôi thì có lẽ hắn thực sự đã chết rồi. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên cự kiếm thanh mang thực chiến nên còn chưa thành thục, nhưng vẫn có thể hiểu được. Hơn nữa trên đời này cũng không có nếu như, nếu không giết Phong Thiên Nguyên thì có lẽ hắn hoàn toàn không có cơ hội sử dụng thánh linh. Dù sao lão già này rất cay độc xảo quyệt, từ đầu đến cuối đều liên tục quấy nhiễu hắn. Mấu chốt là vẫn tinh kiếm pháp của đối phương, rất khó đối phó, chỉ cần không để ý một chút thôi là đã bị nó phong cấm rồi. Thu hồi lại suy nghĩ, Lâm Nhất nuốt niết bàn đan, sau đó đưa tay ngăn lại máu chảy ra từ vết thương ở tim. Vết thương do ba thanh kiếm đó tạo ra, khiến người ta nhìn vào mà sợ hãi, máu từ lỗ thủng bị đâm xuyên qua chảy máu không ngừng. Kiếm ý còn sót lại càng không ngừng tấn công vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Mấy đốt xương sườn trực tiếp bị nghiền thành bột, chỉ cần hơi cử động một chút thôi đã đau đớn muốn chết, khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Sau khi Lâm Nhất đóng lại miệng vết thương xong, bèn vận chuyển chân nguyên, đẩy hết kiếm ý mà mấy lão giả tóc trắng để lại trong cơ thể ra ngoài. Kiếm khí dính máu tươi, bay ra từ trong lỗ chân lông, đến tận lúc này mọi người mới như vừa tỉnh khỏi mộng. Hít. Hắn hít một hơi thật sâu. Sắc mặt trắng bệch đã có huyết sắc, vết thương xem như đã hoàn toàn ổn định. Niết bàn đan bắt đầu phát huy tác dụng, dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng khôi phục vết thương trên người về nguyên dạng. Nhung ngồi trên quang trương thanh nham đen lúc này moi nhu vừa tỉnh khỏi mộng. Vừa rồi là gì vậy? Chói mắt quá, không thể nhìn rõ được gì cả. Ha ha, người còn dám nhìn sao? Những tiếng xì xào không ngừng vang lên. Ánh mắt của họ đổ dồn về phía trung tâm của quảng trường thanh nham này đã thành kiếm trùng, trong lòng vẫn khó nén được rung động. Trên phi thiên đài, Công Tôn Viêm kinh ngạc hồi lâu mới nghẹn giọng nói, đó là thánh linh chân chính của Phù Vân Thập Tam Kiếm. Phù Vân Thập Tam Kiếm rất có danh tiếng ở vùng Đông Hoang, có thể nói là hiển hách một thời, đã từng có người dùng Phù Vân Thập Tam Kiếm để san bằng các cao thủ đồng bối ở Đông Hoang. Rất nhiều người mến mộ thanh danh mà đến Thánh Kiếm Phong, nhưng đáng tiếc đều không thu hoạch được nhiều. Không ai có thể tái hiện lại sự huy hoàng năm đó. Công Tôn Viêm hiểu biết sâu rộng, thoáng thất thần, rất nhanh đã nhớ ra lai lịch của cự kiếm thanh mang. Các đệ tử nhà họ Phong khác ở trên đài ai nấy đều như mất cha mất mẹ, mặt xám như cho tàn, hai mắt vô thần, hoàn toàn nói không nên lời. Hôm nay, đả kích nhường này đối với họ mà nói thực sự quá nặng nề. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất, không chỉ phủ viện nhà họ Phong, mà còn có những cường giả ở đằng xa đang âm thầm quan sát. Đã qua ba cửa, ta có thể lấy kiếm thiên lôi đi được rồi đúng không? Lâm Nhất hít thở sâu, nhìn Phong Huyền Tử ở trên đài, lời nói cũng không khách khí là bao. Đã đến nước này rồi, xem như hắn và Phong Huyền Tử đã hoàn toàn trở mặt, thậm chí trong lòng hắn cũng đã dự tính được khả năng xấu nhất. Không thể đưa rồi thì nhà họ Phong coi như tiêu đời. Kiếm thiên lôi đã ở nhà họ Phong chúng ta 18 năm rồi. Đây chính là bảng hiệu của chúng ta, mất bảng hiệu rồi thì căn cơ cũng sẽ bị hủy luôn. Lâu chủ, hãy suy nghĩ lại đi. Giọng nói của đám trưởng lão nhà họ Phong khàn đặc, làm nhảm không ngừng, bọn họ không dám nói quá to, nhưng mọi người có mặt ở đây đều đã nghe rất rõ ràng. Mặc dù hành vi này rất trơ trẽn, nhưng đa số bọn họ vẫn có thể hiểu được, đổi là bọn họ ở vị trí nhà họ Phong, cũng chưa chắc đã thực sự bằng lòng giao kiếm thiên lôi ra. Nhưng dù thế nào thì đây là quy tắc do Tàng Kiếm Sơn Trang lập lên, không phải thứ mà một nhà họ Phong có thể làm chủ được. Không đến lượt ông ta. Dưới chiếc mũ trùm lụa trắng, giọng nói của Lạc Hoa hiếm khi lộ ra sự dao động trong cảm xúc. Chỉ là sự dao động này khiến cho Bạch trưởng lão có phần không rét mà run, Lạc công tử vẫn luôn im lặng, nhưng không biết từ lúc nào đã trở lên tức giận như vậy, thậm chí còn không kiềm chế được sát ý của mình. Tất cả mọi người đều đang đợi Phong Huyền Tử ra quyết định, người nhà họ Phong đang đợi, thế gia đến từ hoang cổ vực đang đợi, cường giả nghe tin mà tới đang lẩn trốn trong bóng tối đang đợi. Bên trong kiếm trùng, Lâm Nhất cũng đang đợi. Quy định của Tàng Kiếm Sơn Trang, ta không có quyền thay đổi, nhưng... Phong Huyền Tử chuyển đề tài, trầm ngâm nói, sóng gió lần này quá lớn,
nhà họ Phong ta không chỉ tổn thất rất nhiều thánh kiếm, mà còn chết nhiều người, trong đó có nhị đệ đã chết thảm của ta. Nhà họ Phong ta cần nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một phen, 3 ngày sau, ngươi lại tới lấy kiếm thiên lôi đi. Tiểu huynh đệ, ý ngươi thế nào? Lời vừa dứt, nhiều người đã lộ ra vẻ thất vọng. Lời này nói ra một cách đường đường chính chính, không có kẽ hở để chỉ trích. Nhưng thời gian 3 ngày có quá nhiều biến số, ai có thể đảm bảo 3 ngày sau Lâm Nhất có còn sống hay không chứ? Nhưng người ta lại không tìm ra được kẽ hở nào quá lớn trong lời nói của ông ta, người nhà họ Phong quả thực đã chết khá nhiều người. Vẫn là gừng càng già càng cay, đoán chừng kiếm thiên lôi vẫn còn phải ở lại nhà họ Phong rồi, Lâm Nhất sợ là không thể lấy đi được. Sau khi Phong Thiên Nguyên chết, tâm trạng của Phong Huyền Tử không hề có chút dao động, lòng không gợn sóng, đối mặt với Lâm Nhất cũng không lộ ra bất kỳ sự tức giận với sát tâm nào, bình tĩnh đến mức khiến người ta căm phẫn. Nhưng họ đều rõ, người như vậy chắc chắn là người đáng sợ nhất, chó cắn người không bao giờ sủa hung hăng. Lâm Nhất thoáng sững sờ, chợt cười tự giễu. Hắn coi như đã sợ trước sự trơ tráo của đối phương rồi. Không chỉ muốn làm kỹ nữ, mà còn muốn lập cho mình một cái đền thờ trinh tiết. Vừa không muốn giao kiếm thiên lôi ra, vừa không muốn tảng kiếm sơn trang hỏi tội, thực sự coi Lâm Nhất là đứa trẻ 3 tuổi sao. Phong Huyền Tử, ông náo loạn đủ chưa? Lâm Nhất còn chưa lên tiếng, thì giọng nói của Lạc Hoa đã vang lên, nàng không hề khách khí, lạnh giọng nói, bây giờ, ngay lập tức, giao kiếm thiên lôi ra ngay cho ta. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai đâu, cũng đừng dở may trò này ở trước mặt ta. Hít, ai nấy đều dùng mình, sợ hãi trước giọng điệu của Lạc Hoa, nàng gần như đang ra lệnh cho Phong Huyền Tử. Khí chất tỏa ra từ trên người nàng cũng khiến người ta kinh hãi không thôi, lời của nàng giống như không cho phép kẻ khác nghi ngờ. Khóe miệng Phong Huyền Tử co giật, sâu thẳm trong lòng ông ta cực kỳ căm phẫn, nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương, lại miễn cưỡng nhịn xuống cơn giận này. Lâm Nhất sốt cuộc có quan hệ gì với nàng? Ông ta thăm dò hỏi, đây là chuyện giữa nhà họ Phong ta và Lâm Nhất. Lạc công tử, có thể giơ cao đánh khẽ hay không? Ông không cần nghĩ, cũng không cần đoán xem ta và huynh ấy có quan hệ gì. Chuyện của huynh ấy chính là chuyện của ta, 3 cửa đã qua, nên giao kiếm thiên lôi ra rồi. Huynh ấy bằng lòng dùng quy tắc với ông nên ta mới bằng lòng dùng quy tắc với ông. Theo tính tình của ta thì bây giờ ông đã chết từ lâu rồi. Ta hy vọng ông cân nhắc rõ ràng sự thiệt hơn trong chuyện này. Cái mạng này của ông, là Lâm Nhất đang giữ lại cho ông đấy. Giọng nói của Lạc Hoa không hề mang theo cảm xúc, một sự lạnh lùng mà trước nay chưa từng có, khiến đáy lòng Phong Huyền Tử lạnh như băng. Những trưởng lão khác của nhà họ Phong nhìn Lạc Hoa với vẻ mặt giận dữ, rõ ràng rất sốt ruột. Theo như bọn họ nghĩ, Phong Huyền Tử hoàn toàn không cần phải kiêng dè người phụ nữ này, từ khi nào mà việc nhà họ Phong lại đến lượt một người ngoài chĩa tay vào. Lâm Nhất nhìn Lạc Hoa như có điều suy nghĩ, trong lòng đã hiểu ra mấy phần. Lấy kiếm. Vẻ mặt Phong Huyền Tử thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng phun ra 2 chữ. Lâu chủ. Một đám trưởng lão nhà họ Phong lập tức như chó nhà có tang, đồng loạt lên tiếng ngăn cản. Phong Huyền Tử lạnh lùng nói, đừng nói nữa, lấy kiếm, chỉ là một thanh kiếm thiên lôi mà thôi, chỉ cần ta không chết thì nhà họ Phong sẽ không đổ. Nói như vậy cũng không sai, dù sao ông ta cũng là thiên huyền sư. Chỉ cần ông ta không chết thì cho dù nhà họ Phong có tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không đen nỗi sắp đổ. Nhưng mét đi kiếm thiên lôi, thì sau khi ông ta mét, nhà họ Phong Red có thể sẽ sụp đổ. Dưới sự kiên trì của Phong Huyền Tử, bát hung tỏa hồn trận lại lần nữa xuất hiện. Hồ nước, hung thú, thanh kiếm khổng lồ vạn trượng, lò lửa như ngọn núi lần lượt xuất hiện trước mắt mọi người. Sự việc biến hóa quá nhanh, đến mức nhiều người không phản ứng kịp. Lạc Hoa thần bí kia rốt cuộc có lai lịch gì? Chỉ đôi 3 câu đã khiến cho Phong Huyền Tử ngoan ngoãn lại, dám giận mà không dám nói. Chỉ dựa vào thế gia thánh giả mà muốn Phong Huyền Tử nhượng bộ sợ là không thể nào làm được, phải là thế gia thánh cổ mới được. Ánh mắt Công Tôn Viêm rơi trên người người phụ nữ áo trắng, trong ánh mắt ẩn chứa sự nóng bỏng. Bất kỳ gia tộc nào, chỉ cần sinh được thánh giả thì đều có thể được thăng lên làm thế gia thánh giả. Nhưng nội tình của những thế gia này không đủ sâu. Mà thế gia thánh cổ lại là những thế gia cổ xưa đã trải qua thời đại hắc ám đầy hỗn loạn mà vẫn có thể truyền thừa đến bây giờ. Còn về thời đại thượng cổ trước đó nữa thì đã quá lâu rồi, hầu như tất cả thế gia và tông môn thời đại đó đều đã theo sự sụp đổ của thời thịnh thế hoàng kim mà không còn tồn tại nữa rồi. Cho dù thỉnh thoảng có hiện than, thì cũng là sự tồn tại tựa như truyền thuyết thần thoại, căn bản không có ai từng gặp, ví dụ như gia tộc Mạch Thị. Hoang cổ vực có thế gia thanh cổ họ Lạc không? Công Tôn Viêm nhìn Triệu Nham ở bên cạnh, lên tiếng hỏi. Thế lực gia tộc của Triệu Nham vô cùng lớn,
nếu thực sự có thế gia thánh cổ họ Lạc, thì chắc chắn y sẽ biết Lạc Hoa là ai. Có thì cũng có, nhưng đều không khớp với cô ấy, trong những yêu nghiệt của tông môn siêu cấp, cũng không có ai có thể so được với cô ấy. Triệu Nham lắc đầu, lai lịch của Công Tôn Viêm có thể liên quan đến kiếm đế nhất mạch, nếu đối phương cũng không biết Lạc công tử là ai, vậy y chắc chắn cũng không thể biết được. Cung Hạo Nhiên ở bên cạnh hai người, khẽ giọng thở dài, ha ha, có Lạc công tử này ở đây, xem ra sẽ chẳng có ai dám động tới Lâm Nhất. Hai ba câu đã khiến cho Phong Huyền Tử đổi ý, trưởng lão kiếm đế nhất mạch của ngươi có tới đây, có lẽ cũng không dễ dàng được như vậy. Công Tôn Viêm ngây người, cẩn thận suy nghĩ lại, điều này cũng có lý. Nhưng sao nghe lời nói của Cung Hạo Nhiên, lại thấy chua như vậy nhỉ? Nó mang vỏ kiếm, phong mang không thể nắm bắt, chỉ có khí tức cực kỳ cổ xưa đang lén tản ra xung quanh, ập thẳng vào mặt, khiến cho người ta cảm nhận được một sự nặng nề vô hình nào đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là kiếm Thanh Lôi danh tiếng lẫy lừng. Thử kiếm đi. Phong Huyền Tử giống như đã già đi rất nhiều tuổi, uể oải nói với Lâm Nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 165.